Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 19, bài tướng dưới tay nàng. Mặc dù Nguyễn Thị vừa mới đấu tay đôi cùng Lý Thị lúc đó giận quá mất khôn, nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho hai huynh đệ Hương Ca và Diệu Ca, vì thế vội vàng sai Bích Văn đi hỏi thăm tình hình của bọn trẻ. Dầu gì nhìn bộ dạng máu thịt bầy nhầy của con rắn đến cả người lớn còn phát khiếp, huống chi hai đứa trẻ còn bị nó quật trúng người, không biết bọn trẻ đã bị dọa thành cái bộ dạng gì rồi. Đường Tùng Nhiên sau khi nghe xong cười nhạt. Rắn là do bọn nhóc đó tìm về, lúc đầu khi bọn chúng cầm nó hù dọa người khác sao không nghĩ xem người ta có sợ hay không? Cái gọi là trời tạo nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống, nhân quả báo ứng đều từ bản thân mà ra, đáng lắm nữ nhi của hắn còn nhỏ hơn hai thằng nhóc đấy nhiều, nếu không phải tiểu nha đầu dũng cảm, gan dạ, thì lúc này người bị dọa mất mật, còn không phải nữ nhi bảo bối của hắn sao? Nguyễn Thị bị phu quân chẹn họng, lúng túng nói. Suy cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà, chuyện đến nước này, lỡ huynh đệ bọn họ xảy ra chuyện không may thì ai cũng không thể yên tâm được, không phải sao? Đường Tùng Niên hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ thê tử là người dễ dàng mềm lòng nên đành thuận theo nàng sau khi bích văn lĩnh mệnh rời đi nguyễn thị nhìn đôi mắt sáng long lanh lúm đồng tiền bên má thoát ẩn thoát hiện của nữ nhi liền biết con bé tâm trạng không tệ nguyễn thị thở dài một hơi có chốt lo âu nói sao con bé này lớn mật đến vậy chứ lớn mật một chút mới tốt đường tùng niên không đồng ý với suy nghĩ của thê tử Hắn thấy lúm đồng tiền lộ ra, trên mặt nữ nhi bèn nhanh tay dí vào, chiêu ghẹo khiến tiểu nha đầu nhìn hắn hầm hầm. Mặc dù liều lĩnh là tốt, nhưng vẫn phải để tiểu nha đầu học được cách phân biệt cái gì là nguy hiểm không thể đụng vào. Nhưng con bé dám lấy cái vật đáng sợ kia để đánh người, như thế là không tốt. Lỡ sau này xuất giá, đến cả phu quân của mình con bé cũng chèn ép thì sao? Trong lòng Nguyễn Thị lo lắng trùng trùng. Thế thì đã sao? Nếu có thể chèn ép thì chính là bản lĩnh của con bé, những ngày sau này sẽ càng thoải mái hơn, ta thấy chuyện này quá tốt ý chứ. Đường Tùng Niên càng thêm phản đối suy nghĩ của thê tử. Hứa quân dao nghe thấy những lời này chỉ muốn cười ha ha vào mặt hắn, sau đó cào nát cái bản mặt kia. Đời trước, lão già chết tiết này toàn mắng nàng là can thiệp triều chính, ý đồ chèn ép, thao túng bệ hạ, nàng chỉ là một tai họa không hơn không kém. Thế mà giờ đây, khi nói đến việc sau này nữ nhi của hắn chèn ép phu quân, hắn ta lại cho rằng đây là việc không còn gì tốt hơn. Hừ, cây lão già thối tiêu chuẩn kép đáng chết. Đại phòng, đường bách niên tức giận nhìn hầm hầm lý thị đang nước mắt lưng trong. Khóc lóc cái gì, hai thằng một to một nhỏ mà đến cả một tiểu nha đầu chưa tròn hai tuổi cũng không hoành hòe được, đã thế còn bị nó đánh cho một trận dù cho các người không ngại mất mặt, nhưng ta thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào cho rồi. Chàng không nhìn thấy thôi, con rắn đó ra thịt bung bét, đến người lớn nhìn thấy còn sợ mất mật, chứ nói gì đến bọn trẻ của chúng ta. Lý thị thanh minh cho nhi tử. Sợ? Chẳng phải rắn là do chúng nó tìm về sao? Tiểu cô nương người ta còn chưa sợ, còn coi như dây thừng mà cầm trong tay, bọn chúng thì hay rồi, bị dọa thành bộ dạng như vậy thật sự là làm mất hết thể diện của ông đây sắc mặt đường bách niên càng ngày càng khó coi lý thị nhất thời đuối lý một lúc sau mới căm giận nói con nha đầu kia cũng có bình thường gì đâu cũng không biết phu thê tam phòng dạy kiểu gì ra được một con nha đầu quái gở như thế thôi được rồi được rồi nói những thứ này làm gì nữa bà có bản lĩnh thì dạy du nha đầu giống như thế đi làm được thì ta sẽ nhìn bà với con mắt khác ngay Đường bách niên không kiên nhẫn nói. Lý thị nghe thế thì thấy âm ức thay nữ nhi. Dù nha đầu có chỗ nào không tốt. Ta nói con bé không tốt lúc nào. Đừng có mà xé câu cắt chữ. Yến hội đang tốt đẹp thì lại bị các người làm loạn hết cả lên. Đường bách niên càng thêm mất kiên nhẫn. Một lúc sau, hắn nhìn thấy vết tát đỏ hồng hàn trên mặt lý thị. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt. Giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Về phần tam phòng Nguyễn Thị, nàng tạm thời nhẫn nhịn vài ngày. Nhanh thôi, mũ cánh chuồn của đường Tùng Niên giữ không nổi bao lâu nữa đâu. Ngô Chi Phủ đã đánh tiếng với ta, sau khi đường Tùng Niên sụp đổ, chức vị của hắn sẽ là của ta. Lý Thị sừng sốt, lập tức mừng rỡ nói. Thật thế sao? Nếu không nắm chắc mười phần, sao ta dám nói ra những lời này? Đường Tùng Niên không đặt Chi Phủ Đại Nhân vào trong mắt, liên tiếp từ chối ý tốt của tri phủ đại nhân, đại nhân không vừa mắt hắn từ lâu rồi. Hắn đắc tội tri phủ đại nhân, chưa nói kiểm tra đánh giá của hắn năm sau có ưu tú thế nào đi chăng nữa, e rằng ngay cả đạt chuẩn cũng không được. Đường Bách Niên thấp giọng nói. Bây giờ Lý Thị mới cảm thấy trong lòng dễ chịu. Ta muốn nhìn xem Nguyễn như ngươi còn có thể đắc ý, kiêu căng đến khi nào. Nàng chỉ vừa nghĩ đến một ngày nào đó không xa, nguyễn thị xưa nay vẫn luôn khoe mẽ dáng vẻ của phu nhân nhà quan đến lúc đó nàng muốn nhìn xem ả à, ta còn khoe kiểu gì nàng càng nghĩ càng cảm thấy khoai khoái trong lòng một đêm này một nhà bốn người đường tùng niên ở lại nhà cũ bọn họ dự định sau khi dùng xong bữa sáng sẽ lập tức khởi hành về huyện an bình dẫu sao đường tùng niên cũng là trưởng quan mặc dù đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc từ sớm nhưng hắn cũng không thể rời đi quá lâu Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, ánh trăng rơi vào trong phòng chiếu lên gương mặt đang say giấc nồng của tiểu cô nương. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, nàng ngủ say đến nỗi hai gò má ửng hồng. Bất chợt một cơn gió mát lạnh lọt vào khe cửa, cơn gió này thổi quanh chiếc giường nhỏ của nàng. Trong lúc mơ ngủ hứa quân dao xoay người một cái, cơn gió lập tức ngừng lại, một lát sau, nó lại tiếp tục thổi quanh người nàng. Hứa quân dao chép chép miệng, trong cơn mơ màng nàng cảm nhận dường như có ai đó khe khẽ kéo lấy vạt áo của mình, sau đó có một giọng nói xa lạ thúc giục nàng. Tình, tình. Nàng gạt phát cái tay kia sang một bên, sau đó lại lần nữa xoay người tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh lại, nàng đã quên sạch chuyện tối qua bị ai đó kéo vạt áo. Bích Văn giúp hứa quân dao rửa mặt thay đồ sau đó không cần ai bế nàng tự giác nắm lấy tay nguyễn thị hai mẹ con chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ lát đá xanh còn châu ca tràn đầy sức sống đang nhảy nhót ở phía trước nàng nhìn châu ca đang vui vẻ chạy nhảy trước mắt mình trong lòng âm thầm bội phục hắn những chuyện xảy ra ngày hôm qua không chút mảy may làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thằng bé mặc dù bề ngoài nàng là một đứa con nít nhưng bên trong lại là người đã trải qua vô số gió tanh mưa máu thậm chí nàng còn từng bị người ta ném vào hang rắn độc. Thế nên, một con rắn chết đối với nàng cũng chỉ giống như con thần lằn đất mà thôi. Nhưng tiểu đường đại nhân không giống vậy, hắn xác thực chỉ là một đứa trẻ chưa đến 5 tuổi, nhưng hôm qua khi đối mặt với con rắn hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng nên lý giải rằng là do hắn gan to lớn mật, do hắn phản ứng chậm chạp, hay là do hắn quá mức vô chi cho nên mới chẳng biết sợ là gì. Con đi mệt rồi sao? Có muốn nương bế không? Đi được một đoạn, giọng nói dịu dàng của Nguyễn Thị vang lên. Con không mệt à? Nàng lắc đầu. Sau chuyện ngày hôm qua khiến nàng phát hiện ra một trong những khuyết điểm hiện tại của bản thân, đó chính là chạy không đủ nhanh. Nếu như hôm qua nàng chạy nhanh thì đã không cần đến sự giúp đỡ của tiểu đường đại nhân, một mình nàng cũng có thể đuổi kịp thằng nhóc thối ấy rồi tần nó một trận cho dù là hứa được phi của đời trước hay là đường quân giao của đời này bất cứ khi nào nàng phát hiện ra khuyết điểm sẽ làm ảnh hưởng đến mình nàng sẽ xóa bỏ nó bằng mọi giá có bệnh sợ máu sao nàng sẽ ép bản thân mình đến nhà bếp chứng kiến cảnh giết gà mổ cá không biết chữ ư vậy thì nàng liền tìm cách để học để nhận mặt chữ không biết múa nữa hả à? vậy thì nàng liền cắn chặt răng bỏ ăn bỏ ngủ để tập múa đời trước, không phải tất cả những hy sinh, khổ cực của nàng đều được hồi báo sao? Từ một người không biết quê hương, không biết phụ mẫu là ai, một tỷ nữ thân phận thấp hèn như tấm bèo trôi, cho đến một thục phi nương nương được dùng ai nhất hậu cung, không người nào dám chiêu chọc. Cố gắng 10 lần chưa được, vậy nàng sẽ cố gắng 20 lần, 30 lần. Nếu người muốn đứng trên đỉnh cao, người phải rèn luyện bản thân đến mức bất khả chiến bại nghe nàng nói như vậy nguyễn thị tràn đầy yêu thương xoa đầu nữ nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con đi tới cuối con đường lát đá xanh bọn họ gặp vài lý thị đang đi về hướng này lý thị cũng nhìn thấy mẹ con nguyễn thị nàng ta bước chậm lại sau đó mỉm cười chào hỏi bọn họ đương nhiên châu ca cũng nhìn thấy nàng ta hắn lập tức chạy bình bịch đến bên cạnh nguyễn thị đứng trước nguyễn thị giang hai tay bảo vệ nàng sau đó lén lút chừng mắt nhìn Lý Thị. Nàng ta chính là người xấu bắt nạt nương. Hứa quân dao cảm thấy có chút bất ngờ, nhìn trông ả ta cũng không phải người có thể ẩn nhẫn, mới hôm qua vừa bị bao phu nhân tát cho một phát, thế mà hôm nay mặt ả làm như không hề hấn gì. Nàng nhìn Lý Thị một lát, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn về một tiểu cô nương đang được thị nữ bên cạnh Lý Thị ôm cô nương kia nhìn trông lớn hơn nàng một chút có vẻ chừng ba tuổi nàng ta mặc một xiêm y màu vàng nhạt gương mặt nhợt nhạt của người mới khỏi bệnh trải qua chuyện ngày hôm qua nên lúc này nguyễn thị cảm thấy không được tự nhiên nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt hòa nhã của lý thị nàng không nhịn được mà thở dài một hơi trong lòng càng thêm áy náy đại tẩu là một người khoan dung và độ lương chuyện hôm qua cũng tại mình đã quá manh động Nàng lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lên bả vai của Nhi Tử Ý bảo hắn tránh ra, sau đó mới nhìn Lý thị dịu dàng nói. Nhìn khí sắc của Du Nha đầu có vẻ đã đỡ nhiều rồi. Con bé rốt cuộc cũng hạ nhiệt, trông có sức sống hơn hôm qua nhiều. Hôm nay nhân lúc thời tiết trong lành, ta muốn dẫn con bé ra vườn đi dạo, tiện đường đưa nàng đến chào bà nội. Trên mặt Lý thị nhìn không ra chút giả dối nào nàng ta làm như không nhìn thấy sự phòng bị và bài xích của châu ca, như thể người hôm qua chửi chửi đánh đánh ở tam phòng không phải là nàng ta vậy. Như vậy thì tốt, bảo nha, đây là nhị tỷ của con, con còn nhớ không? Nguyễn Thị chỉ tiểu cô nương kia phía trước, cười hỏi nữ nhi. Hứa quân giao sững sờ một lúc, sau đó quan sát tiểu cô nương một cách cẩn thận, con tỉ mỉ quan sát bộ dạng của nàng ta, phải mất một lúc hứa quân giao mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là nàng ta, là do thời gian trôi qua quá lâu rồi, hay do những người bị nàng hạ gục quá nhiều, nhiều đến mức nàng gần như không thể nhớ ra vị này chính là bại tướng dưới tay nàng, bị nàng tính kế sau đó bị giam lỏng đến chết trong cung. Đúng rồi, kẻ bại trận này tên là gì nhỉ? Đường Quân Du, đúng, chính là Đường Quân Du, du nha đầu mà Bao phu nhân nhắc đến chính là nhị đường tỷ của nàng. Đời trước cô nương này dựa vào quan hệ của lão già thối đường tùng. Niên mới vào được phủ thái tử, trở thành lương đệ của tân thái tử triệu nguyên hưu. Mà nàng lúc đó chỉ là một thị thiếp nhỏ bé bên cạnh thái tử, cho nên không thể sánh bằng vị lương đệ họ đường này. Nhìn thấy, người quen cũ, hứa quân giao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ rằng mình vẫn là hứa tục phi ngày nào, vì thế nhịn không được mà mỉm cười nhìn đường quân du. Ai biết được đối phương lại hư nhẹ một cái, trực tiếp quay mặt đi ngó lơ nàng. Hứa quân giao chẳng thèm tức giận, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, cất tiếng gọi giòn giã. Tì tì. Thật sự hoài niệm một tiếng tì tì này. Đời trước bọn họ ở Đông Cung sớm chiều gặp mặt, nàng cũng gọi nàng ta như vậy. Lúc đó nàng ta đáp lại thế nào nhỉ? Hình như đầu tiên là cười lạnh, sau đó khinh bỉ nói một con tiện tỷ từ đâu đến mà cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ sao? Nhưng vào một ngày nào đó của sau này, cái vị này quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nhận lỗi với nàng. Khác với tiếng nàng gọi, một tiếng, tỷ tỷ, mà nàng ta thốt ra vô cùng thê thảm. Không ngờ rằng đời này bọn họ lại trở thành tỷ muội hàng thật giá thật. Vậy mà đường quân du đến mặt nàng còn chẳng thèm nhìn. Hứa quân giao cũng không thèm để ý, vẫn nhìn nàng ta cười tủm tìm. Xem ra, mặc kệ có cùng huyết thống hay không, bọn họ dù thế nào cũng không thể trở thành một đôi tỷ muội tương thân tương ai được. Chương 20, là ai? Tam muội đến rồi à? Hứa Quân Dao đang bước lên hành lang chữ thập thì nhìn thấy thằng bé quái đản Miễn Ca mặt mày hớn hở, đang vượt qua Châu Ca chạy về phía nàng. Nàng lập tức đề cao cảnh giác, trốn nửa người sau lưng Nguyễn Thị thằng nhóc quái đản này lại muốn cầm món đồ tinh xảo để trình nàng phải không miễn ca không biết suy nghĩ trong lòng nàng hắn kéo chiếc túi treo bên người ra món tay nhỏ móc lấy móc để cuối cùng móc ra một đống thứ bé bé xinh xinh nào là con quay nhỏ trống lắc búp bê tượng gỗ tỏ he hình con thỏ sau đó hắn hết sức niềm nở nhét vào trong tay nàng ta muội muội những cái này cho muội hết lúc phát hiện ra tay của tiểu cô nương quá bé không thể cầm hết những thứ này hắn liền cầm túi vải của nàng nhét nhưng thứ còn lại vào làm đâu ra đấy mới hài lòng mỉm cười tại sao chỉ cho muội ấy mà không cho ta châu ca chu miệng không vui nói miễn ca cười hớn hở nói bởi vì ta muội xinh đẹp nhất miệng nhỏ châu ca khẽ mấp máy lẩm bẩm vài câu đường quân du bị thị nữ đặt xuống đất nàng nắm tay Lý Thị tỏ vẻ không vui, đầu tiên là trợn mắt nhìn Nguyễn Ca một cái, sau đó nhìn hứa quân giao hư một tiếng. Hứa quân giao nhìn trống lắc, tỏ he con thỏ, nhét đầy tay mình mà không nói nên lời, nhất thời không biết phải làm sao. Còn Nguyễn Thị thì khẽ cười nói. Mấy món đồ này đều là những thứ miễn ca thích, sao cháu lại cho muội muội hết thế? Còn không phải sao, Lần trước anh họ của thằng bé xin một con búp bê gỗ mà hắn sống chết không chịu cho. Thế mà bây giờ lại tặng hết toàn bộ cho ta muội muội. Lâm thị từ trong phòng đi ra với vẻ mặt bất lực nói. Miễn ca là nhi tử của nàng, nàng đương nhiên biết những món đồ chơi nhỏ mà tiểu tử này kiên quyết tặng cho hứa quân giao đều là những thứ thường ngày thằng bé thích nhất, hết sức giữ gìn, thế nhưng nàng không nghĩ rằng hôm nay con mình sẽ tặng cho người khác không chút do dự ai con cũng không thích cho, con chỉ thích cho tam muội muội thôi. miễn ca lắc đầu, vô cùng khoái chí nói. những người bên cạnh hắn làm gì có ai xinh đẹp hơn, đỉnh hơn tam muội muội chứ? lâm thị cười bất lực. nguyễn thị dịu dàng xoa đầu thằng bé, ôn tồn nói. tam muội muội không chơi được nhiều thế đâu, nên con giữ lại một ít để chơi nhé, được không? tam thẩm, không sao à? cứ để lại cho tam muội từ từ chơi, nếu muội ấy chơi chán rồi, còn sẽ tặng cái mới. Miễn ca cười hề hề, rộng lượng nói. Nguyễn Thị bật cười, cũng không muốn làm Phật y tốt của tiểu tử này nữa. Vậy cảm ơn miễn ca nhé. Không có gì, không có gì. Tam thẩm, người mau đi tìm cái túi lớn hơn một chút, để tam muội có thể nhét hết đồ vào. Miễn ca học bộ dạng người lớn dặn dò. Nương, con muốn cái kia của nàng. Hứa Quân Du làm nũng kéo lấy cổ tay áo Lý thị, con bé chỉ vào con thỏ tò he trong tay Hứa Quân Dao mà nói. Hứa Quân Dao đang muốn đưa con thỏ tò he cho Nguyễn Thị nhờ nàng cất hộ, nghe thấy lời này thì dừng động tác lại, sau đó lại nghe thấy Lý thị nói. Tam đệ muội, ta thấy tam nha đầu hình như cũng không thích cái này lắm, hay là tặng cho Du nha đầu đi. Nguyễn Thị do dự nhìn về phía miễn ca phòng má lên, đang định nói gì đó nhưng bị Lâm Thị vội vàng che miệng lại. Sau đó nàng lại quay sang nhìn Hứa Quân Giao, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cất tiếng hỏi nữ nhi: Bảo Nha con thấy sao? Nhị tỷ thích con thỏ con này lắm. Bảo Nha có đồng ý tặng cho nàng không? Không cho. Hứa Quân Giao không thèm nghĩ mà từ chối luôn. Đồ của bản cung, bất kể thích hay không thích cũng không tới phiên người bên ngoài muốn có thì có. Nụ cười của Lý Thị chợt tắt sau đó đường quân du, oa, một tiếng khóc nấc lên, vừa khóc vừa mẻ nheo. Con muốn cái kia của nàng, muốn cái kia của nàng cơ. Lý Thị khó chịu vì nữ nhi của mình cứ luôn không chịu thua kém, lại bực tức vì Nguyễn Thị và Lâm Thị không biết làm người, nhưng vào lúc này nàng ta chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành nữ nhi của mình. Nguyễn Thị cảm thấy có phần lúng túng. Đồ chơi là của miễn ca tặng cho nữ nhi, về tình về lý thì nàng không thể lấy đồ mà người khác tặng cho mình, tặng lại cho người ngoài. Nhưng nhị nha đầu cũng chỉ là một đứa trẻ, có phải là nên thiên vị chút không? Lâm Thị cũng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao đồ chơi cũng là của nhi tử nàng tặng cho hứa quân giao. Còn miễn ca, lúc hắn nghe thấy câu trả lời của hứa quân giao thì vui thôi rồi. Hắn biết chắc tam muội muội sẽ thích đồ mà mình tặng. Hắn vùng ra khỏi tay của Lâm thị, bước thật nhanh về phía trước, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Quân Dao, dứt khoát nói: "Ta muội muội, ta dẫn muội vào trong phòng tổ mẫu, trong đó có nhiều đồ ăn ngon lắm." Hứa Quân Dao còn chưa kịp trả lời, ánh mắt của Châu Ca đột nhiên phát sáng, nhanh chân chạy trước vào phòng. "Đi chậm thôi, đừng để bị ngã." Nguyễn thị dặn dò, lo lắng nhìn theo bóng lưng của con. Sau đó, lại nhìn đường quân du vẫn đang khóc lóc, ỉ ôi, thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nhẹ giọng nói. Du nha đầu đừng khóc nữa, viện của tam thầm có nhiều búp bê tỏ he đẹp hơn, bây giờ thầm thầm sai người đi lấy cho con nhé, được không? Con không muốn, con cứ muốn cái kia của nàng đấy, muốn cái kia của nàng cơ. Đường quân du ra sức rậm chân, khóc càng lúc càng dữ rồi. Tính nhẫn nại của Lý Thị rốt cuộc cũng cạn kiệt, đánh một phát vào mông con bé. Cái đồ tầm mắt hạn hẹp, suốt ngày chỉ biết làm những chuyện mất thể diện. Đường quân du bị đánh đau, tiếng khóc ngày vang dội hơn. Lúc này, hứa quân dao đang bị miễn ca dắt vào phòng làm như không nghe thấy tiếng khóc phía sau mình. Đời trước, đường quân du cũng như thế, hễ cái gì mà nàng ta nhìn trúng thì nhất định phải đoạt được bởi vì nàng ta xuất thân đường phủ có túc phụ là lão già thối đường tùng niên được lòng hoàng đế, thế nên thiếp thất của thái tử không ai dám động vào nàng ta, từ đó khiến cho nàng ta ngày càng không biết điều. Xong, từ cái kiểu sắc láo không biết thu liễm của đường quân du cũng thấy được nàng ta có bao nhiêu thông minh. Thật ra loại người như đường quân du mới là kiểu dễ đối phó nhất, cho nên ngay từ đầu hứa quân giao cũng chẳng thèm nghĩ cách đối phó nàng ta hơn nữa càng không để nàng ta vào mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới, chỉ vì sự sơ suất khinh địch của bản thân đã khiến chính mình phải chịu thiệt thòi lớn. Lần chịu thiệt đó, cũng là lần đầu tiên nàng phải chịu thiệt thòi sau khi nhận được sự sủng ái của đông cung thái tử triệu nguyên hữu và cả đời nàng đã khắc ghi bài học đó. Tại sao nàng không sợ loài động vật thân mềm ghê tởm như rắn? Điều này quả thực phải tạ ơn nhị tỷ hiện nay của nàng, cũng là đường lương đệ đời trước. Dẫu sao, nếu như không phải nàng ta sai người đẩy nàng vào rừng cây, để nàng một đêm không chợp mắt chống chọi với mấy con rắn độc, đột phá giới hạn sợ hãi của bản thân, tin rằng cũng sẽ không có một bản thân không sợ thứ gì như ngày hôm nay. Bởi thế mới nói, họa phúc khôn lường, chúng ta đâu thể nào biết được đâu mới thật sự là phúc là hỏa. Bây giờ nghĩ lại, dù sao nàng cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được trải qua một đêm khủng bố kia không có một đêm ấy sẽ không có hứa thục phi sau này cũng sẽ không có một màn trả thù hai huynh đệ khốn nạn kia ngày hôm qua tất nhiên may mắn thì may mắn thật nhưng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua cho những kẻ đã hại mình về sau đường quân du bị giảm lòng trong hậu cung đến chết đó chính là lòng nhân từ lớn nhất mà nàng dành cho nàng ta Cả nhà bọn họ sau khi ăn xong bữa sáng thì lên đường trở về huyện An Bình, xe ngựa về đến huyện Nha An Bình, Thẩm Minh Sư gia đã vội vã tới mời đường Tùng Niên đi. Trên đường, Thẩm Minh thấp giọng nói: Ngôi chi phủ phái người tới đây, người kia nói rằng có người tố cáo đại nhân đã nhận tiền hối lộ trong vụ án của phu thê Tôn Hữu Tài, bao che hung phạm, vội vàng kết án, hiện giờ muốn đại nhân lập tức đến nha môn ngay." Bây giờ đới huyện thừa đang nghĩ cách kéo dài thời gian để ta mau chóng đến đây thông báo cho đại nhân một tiếng, để ngài còn có sự chuẩn bị. Đường Tùng Niên giận dữ. Quả thực là ăn nói bậy bạ. Trong lúc nói chuyện, người của phủ nha phái tới đã xuất hiện trước mắt hai người, nói. Đường đại nhân, mời ngài đi cùng ta một chuyến. Ngài đã chậm chế quá lâu rồi, chúng ta không thể để chi phủ đại nhân chờ lâu được. Mặt đường Tùng Niên đanh lại, gọi mặc nhiên đến phân phó. Nếu phu nhân có hỏi, người cứ nói là ta bận rộn công vụ, ra ngoài mấy ngày sẽ về. Mặc nhiên liếc nhìn hắn một cái thật nhanh, sau đó cúi đầu đầu, giả, một tiếng. Mấy ngày sẽ về, người đến ngừ lạnh một tiếng. Lần này đi đâu giống mấy lần trước, chỉ sợ có đi mà không có về. Lúc hứa quân dao đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị bế xuống xe ngựa, mắt nàng nhập nhèm nhìn người đang ôm mình, khi nhận ra là Nguyễn Thị nàng theo bản năng cỏ cọ trong lòng nàng, bộ dạng bịn dịn không muốn rời xa. Đối với chuyện đường từng niên bị người khác gọi đi, lúc đó nàng đang ngủ ngon nên cũng chẳng hề hay biết. Nguyễn Thị ôm con bé về phòng, giúp con đắp chăn, thấy tiểu nha đầu ngủ đến nỗi hai má ửng hồng, nàng nhịn không được hôn xuống vài cái, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi lại dặn dò Thúy Văn Trông ở gian ngoài đề phòng khi nữ nhi đột nhiên tỉnh dậy không tìm thấy ai. Gió nhẹ dịu dàng lướt qua màn trướng, mang theo âm thanh lật phật dễ nghe. Ngoài cửa sổ, ban đầu mặt trời còn trói trang, nhưng bây giờ sắc trời đã trở nên âm u, xa xa dường như rơi xuống những hạt mưa to như hạt đầu. Thúy Văn đang ngồi thiêu vá ở gian ngoài ngước mắt lên nhìn sắc trời, vội đặt cây kim trong tay xuống, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thu hết đồ đạc đang phơi nắng ở trong sân vào người tỉnh mau mau tỉnh lại đi trong giấc mơ hứa quân giao dường như cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng kéo góc áo mình nhưng nàng chỉ lầm bầm một tiếng vung tay hất nó ra sau đó lại chép miệng mấy cái tiếp tục ngủ chìm vào giấc ngủ chừng một lát sau góc áo lại bị ai đó tiếp tục kéo bên tai nàng lại vang lên một giọng nói đáng thương tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi có được không? Nàng đạp đạp đôi chân ngắn, xoay người, lẩm bẩm nói. Nóng, bích văn, nóng. Sau một lát, nàng cảm thấy cái nóng oi bức chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác mặt rượi do một chiếc quạt mang lại, tựa như có ai đó đang ngồi cạnh quạt cho nàng vậy. Nàng lại lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Bất chợt, một tiếng sấm đùng đoàn vang lên đánh thức hứa quân giao vốn đang ngủ say mí mắt hứa quân dao run rẩy chậm rãi mở mắt ra cũng không biết có phải ảo giác của nàng không nhưng dường như nàng nhìn thấy một bóng người vọt ra phía sau chiếc tủ gỗ cầm lai nàng đang muốn dụi mắt để nhìn rõ hơn thì cửa phòng đã bị thúy văn đẩy ra sau đó đi về phía nàng hỏi cô nương tỉnh rồi à hứa quân giao được thúy văn mặc cho một bộ xiêm y cực đẹp lại xỏ cho một đôi giày mềm mại xong xuôi nàng đi đến chiếc tủ gỗ cầm lại nhưng khi mở tủ ra chỉ thấy bên trong trống không chẳng có ai ở trong cả có lẽ nàng thật sự đã nhìn lầm rồi nàng thầm nghĩ cho đến khi nàng xoay người trở về thì nhìn thấy một chiếc quạt rơi ở cạnh giường nàng sững người ra lúc nãy quả thực có người quạt cho nàng sao thúy văn ư không thể nào lúc nàng tỉnh lại thúy văn mới đang đi vào phòng lẽ nào là Bích Văn sao? Bích Văn. Nàng cất lên tiếng gọi còn đang mái ngủ. Thúy Văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nghe nàng gọi như thế thì mỉm cười nói. Bích Văn hầu hạ chỗ tiểu công tử rồi à? Hứa quân dao lại nhìn về phía cây quạt, Thúy Văn nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng phát hiện ra, vội tiến đến nhặt lên. Sao cây quạt này lại rơi ở đây nhỉ? Hứa quân dao ngờ vực không phải Thúy Văn cũng không phải Bích Văn, vậy thì là ai đây? Trường 21, đây không phải là bản cung sao? Khi nghe tin đường Tùng Niên vội vã rời phủ đi xa mấy ngày vì chuyện công vụ, tuy hứa quân giao có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Ngược lại, nàng đi khắp nơi tìm thiếu niên ánh trăng nhưng không thấy, hỏi mọi người mới biết thì ra sáng sớm nay Hạ Thiệu Đình đã nhờ một nha dịch tốt bụng trong phủ đưa mình đi bái tế điền thị. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, điền thị giết chồng rồi tự tử, tử là sự thật được quan phủ đưa ra phán quyết. Thế nên người trong dòng tộc tôn thị đương nhiên không đồng ý chôn cất nàng vào phần mộ tổ tiên. Sau khi Hà Thiệu Đình hay tin thì lặng lẽ đứng thẫn ra. Nhưng cũng may dưới sự âm thầm giúp đỡ của đường Tùng Niên, Điền Thị đã được an táng bên cạnh mẫu thân của Hà Thiệu Đình. Phần mộ của Hà Mẫu trước đây là do đích thân Điền Thị tự mình lựa chọn, chuyện này là do người mà đường Tùng Niên phái đi giúp Hà Thiệu Đình lo việc ma chay lúc trở về đã lén lút nói với hắn. Phần mộ của hạ mẫu được chọn vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là tốn rất nhiều tâm tư, phần mộ dành cho hai người, một bên chôn cất hạ mẫu sở thị, bên còn lại vẫn luôn để trống, nay vừa vặn là chỗ an táng điền thị, nhờ vậy mà giảm bớt khá nhiều phiền phức. Sau khi nghe xong, đường tùng nhiên cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, sau khi hạ sở thị qua đời nên an táng ở phần mộ tổ tiên của hạ gia, cùng những người đã mất trong gia tộc chôn chung một chỗ. Mặc dù hạ mẫu chết vì bênh tật ở nơi đất khách quê người, nhưng dẫu sao Điền Thị cũng là họ hàng xa của nàng ấy, đáng lý cũng nên nghĩ cách đưa nàng về quê hương an táng. Kể cả do lúc đấy không tiện đi chăng nữa, cũng chỉ nên chọn một vị trí vừa phải để tạm thời chôn cất nàng, đợi ngày sau có cơ hội sẽ chuyển chỗ. Nhưng Điền Thị lại chọn cho hạ mẫu một vị trí chôn cất dành cho hai người, phong thủy thì cực kỳ tốt, nhìn có vẻ như không về có ý định sau này chuyển đi. Chỉ có điều những điều này hứa quân giao đều không biết. Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng xong không lâu, hứa quân giao dẫy ra khỏi tay của Nguyễn Thị, chạy tung tăng khắp sân vườn, bỏ ngoài tai tiếng gọi phía sau của Nguyễn Thị. Nàng phải chạy thật nhiều, tiện thể luyện tập luôn, tốt nhất có thể luyện đến cảnh giới chân nhẹ bẫng như lông, để sau này tên nào mắt lé ức hiếp nàng rồi chạy trốn, nàng cũng có thể lập tức đuổi kịp hắn, báo thù rửa hận, ngay tại chỗ. Bảo Nha, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận kẻo ngã đấy con. Nguyễn Thị lo lắng bảo. Xong, nàng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đang cười khúc khích của con chạy càng lúc càng nhanh, càng chạy càng xa, Nguyễn Thị bất lực mà đỡ chán. Đứa nhỏ này hệt như con ngựa đứt cương vậy. Nàng thở dài một hơi, cảm thấy hơi đau đầu, dây dây thái dương hôm nay thời tiết thực tốt mát mẻ dễ chịu không oi bước như mấy hôm trước mấy ngày đó làm cô nương cũng bị ngột ngạt theo phu nhân ngực xem tiểu công tử và đình ca có phải cũng thế không bích văn cười nói nguyễn thị nhìn về phía châu ca đang kéo hạ thiệu đình chơi đá cầu cuối cùng lắc đầu cười bất lực nguyễn thị vừa cười bích văn không nhịn được mà thở dài một hơi từ sau đêm hôm qua lão ra vì bận công vụ mà một đêm không trở về mặc dù phu nhân ngoài mặt nhìn trông không sao cả nhưng nàng vẫn nhìn ra được nỗi lo lắng chất chứa trong đáy mắt của người hứa quân giao chạy ngược chiều gió nàng cảm nhận được sự mát lạnh của làn gió khi nó tạt vào mặt mình dường như gió còn có thể cuốn đi hết thảy những điều không như ý của nàng giờ này khắc này dẫu là nỗi oán hận khi tranh giành môi vị hoàng hậu sắp thành lại bại cũng tốt hay nỗi uất ức khi trở thành đứa con gái của kẻ thù không đội trời chung cũng được. Tất cả dường như đã tiêu tan gần hết trong lần chạy nhảy vui sướng thỏa thích này. Bảo Nha đừng chạy xa quá con, mau chạy về đây. Trong lúc vô tình nàng đã chạy được một đoạn đường rất xa, dù nghe thấy phía xa vang lên tiếng gọi của Nguyễn Thị, nhưng nàng làm bộ như không hề nghe thấy, tiếp tục vui vẻ chạy tung tăng. Hứa Quân Dao chạy qua đình khởi Thúy giữa vườn, vượt qua hòn non bộ lại chạy qua cổng tường vòm bất thình lình nàng bị trượt chân loạn trọng rồi a à, một tiếng cả người như sắp ngã xuống nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đột nhiên có một luồng lực mạnh mẽ nắm chắc lấy cổ áo phía sau của nàng giúp nàng ổn định lại tư thế chẳng mấy chốc cơ thể đã lấy lại được thăng bằng nàng thở dài một hơi quay đầu nhìn xem là người nào vừa cứu mình nhưng khi quay lại chẳng thấy một bóng người nàng đưa con mắt tìm kiếm khắp nơi ngoại trừ nguyễn thị ở phía xa đang vội vã đi về bên này thì ở đây quả thực không còn ai cả nàng cau mày quái lạ rốt cuộc là ai đây đứa nhỏ này thật là không phải ta đã bảo con đừng chạy xa quá sao nguyễn thị vì đuổi theo nàng nên giờ đang thờ hồn hền nàng cố ý nghiêm mặt dạy dỗ nữ nhi nàng vội ngừng khuôn mặt tươi cười lên lấy lòng nguyễn thị Nguyễn Thị không biết phải làm sao, lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt con bé, lại giúp con bé lau chùi bàn tay nhỏ nhắn, sau đó mới nắm tay hứa quân giao dẫn nàng trở về, vừa đi vừa nói. Hôm qua trời vừa mưa to, vì thế mặt đất rất trơn, con chạy nhanh như thế lỡ ngã thì phải làm sao đây? Ta chỉ không để ý một cái mà con đã chạy xa như thế, con thật sự làm mọi người không thể yên tâm được. Con nhìn ca ca con xem, có chơi bời nhảy nhót thế nào cũng chưa từng rời khỏi mắt mọi người, chỉ có mỗi nha đầu bướng bỉnh như con không nghe. Hứa quân dao buồn bực nhăn mũi, sao vị phu nhân này lại nhảy nhiều thế không biết. Nàng cứ nghe tay này lọt tay kia, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, dạ dạ vâng vâng, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Cô nương ra phải thanh sạch, điềm tĩnh và nhã nhặn, không thể học theo mấy thằng nhóc tinh nghịch, như thế không phải dáng vẻ mà một cô nương nên có nguyễn thị tiếp tục nói nói đến đây thì ngừng lại thở dài một hơi nói thôi vậy thôi vậy cha con chiều chuộng con như thế e rằng dù con muốn trăng sáng trên trời thì cha con cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con dù con có nghịch ngợm bướng bỉnh thế nào thì trong mắt cha con dáng vẻ ấy đều là thông minh lanh lợi vừa lòng người dạ dạ hứa quân giao cũng chẳng nghe được rõ nàng ấy nói cái gì nàng chỉ thuận theo gật đầu phụ họa hai câu nguyễn thị phì cười nheo má con bé một cái hứa quân giao không hiểu xảy ra chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn nguyễn thị trong đôi mắt to tràn ngập thái độ bất mãn phu nhân này làm sao thế nàng đã ngoan ngoãn nghe lời rồi tại sao còn nhéo má nàng nghe lời nhéo không nghe lời cũng nhéo vui vẻ nhéo không vui cũng nhéo cái vị bánh bao phu nhân này thật khó hầu hạ nàng oán thầm chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trên người mình làm hứa quân giao không thể không để tâm ngay cả việc đường tùng niên đi mãi chưa về cũng thu hút sự chú ý của nàng đặc biệt là những khi nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng không yên của vương thị và nguyễn thị nàng không khỏi âm thầm suy đoán vì công sự nên mới ra ngoài có thể là loại công sự gì đây nàng đam chiêu nhìn biểu cảm của mặc nhiên, cũng không bỏ sót chút chột dạ nào trong mắt hắn. Nguyễn Thị không thăm dò được tin tức gì từ trong miệng của mặc nhiên, khiến nàng ấy không khỏi cảm thấy thất vọng, sau đó để mặc nhiên lui xuống. Phu nhân không cần lo lắng, nếu lao Gia đã nói mấy ngày nữa sẽ về, thì người cứ yên tâm chờ là được. Thúy Văn An ủi nói. Nguyễn Thị nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Rốt cuộc lão giả thối đang làm cái gì vậy? Hứa quân giao thầm nghĩ. Ban đầu, đường tùng niên còn cho rằng ngô chi phủ hãm hại mình chỉ vì muốn ra oai phủ đầu. Mục đích của hắn vẫn là muốn vơ vét của cải. Nhưng thật không ngờ rằng lúc hắn mới vào phủ nha đã bị trói gô lại và tống vào đại lao. Hắn cau mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không lành. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cả đêm, nhưng lại phát hiện ra không có ai đến thẩm vấn mình ngoại trừ tên quản ngục đến giao thức ăn mãi cho đến thời gian đốt đèn của ngày hôm sau hắn cuối cùng cũng đợi được Ngô Chi phủ bụng phệ kia Đường Tùng Niên không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay Ngô Chi phủ thâm trầm nói không biết Ngô Chỉ phủ đây là có ý gì Đường Mỗ chịu không nổi rồi dù sao ta cũng là mệnh qua triều đình hiện giờ lại vô duyên vô cớ bị tống vào ngục về tình về lý về pháp luật chi phủ đại nhân phải chăng nên cho đường mỗ một lời giải thích đường tùng niên bình tĩnh nói ngô chi phủ cười lạnh giải thích bây giờ người nên nhận lời giải thích phải là thái tử điện và bệ hạ mới đúng đường tùng niên người mau khai thật đi người và kỷ uyên thông đồng với nhau có phải là muốn mưu hại thái tử điện hạ không đường tùng niên âm thầm lấy làm kinh hãi hắn đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn loại khả năng thế nhưng lại không hề nghĩ đến vì lý do này mà mình bị bắt đại nhân ngài đây là có ý gì hắn bình tĩnh hỏi đừng có mà giả vờ giả vịt với bản quan người vốn chỉ là một thằng dân quèn vừa không có công danh lại không có tổ tiên chống lưng nếu không phải là bám víu vào kỷ uyên thì làm sao ngươi có thể ngồi lên vị trí an bình huyện lệnh ta cũng không ngại nói cho ngươi biết bởi vì kỷ uyên có ý đồ mưu hại thái tử điện hạ nên đã bị bệ hạ nhốt vào thiên lao vài hôm nữa sẽ xử tử nếu ngươi còn không thức thời mất mũ cánh chuồn là chuyện nhỏ sợ rằng còn có thể liên lụy đến già trẻ trong nhà trái tim đường tùng niên thắt lại đôi tay hắn nắm chặt trong vô thức kỳ đại nhân bởi vì có ý đồ mưu hại thái tử điện hạ nên bị bệ hạ tống vào thiên lao không thể nào kỳ đại nhân là người đắc lực nhất bên cạnh thụy vương điện hạ làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế được bên trong chuyện này nhất định còn có âm mưu nào đó. Hắn lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói. Thiên hạ ban đầu được xác định, đại tể lập quốc, triều đình và dân chúng đều chờ đợi một thời kỳ hưng thịnh, vì thế bệ hạ mới ra xác lệnh tuyển chọn người tài để triều đình trọng dụng. Nếu như đường mỗ bất tài, sao có thể được mông lương đại tướng quân tiến cử, sau đó sao có thể bước vào con đường làm quan? Nếu đại nhân không tin, người có thể đi kiểm chứng. Ngươi nghĩ rằng mang lương đại tướng quân ra thì bản quan sẽ sợ ngươi sao? Nếu ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản quan không nể tình. Mặt đường tùng niên vẫn hết sức bình thản, nhìn ngô chi phủ vung tay lên, sau đó có vài tên nha dịch tiến lên dựng hắn lên. Lại nói, mặc dù hứa quân giao cũng lấy làm lạ vì lão già thối đi mãi không về, song bây giờ nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ thêm nữa nàng lại biết rõ con đường làm quan sau này của lão già thối kia cho nên cũng không hề lo lắng gì nhiều ngược lại nàng trở nên quan tâm hơn đến những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình những ngày sau đó nàng vẫn gặp phải những chuyện kỳ lạ kiểu thế và nàng cũng dần dần nghiền ngẫm được quy luật xảy ra của những chuyện kỳ lạ đó ví dụ như lúc đó nàng nhất định ở một mình hay nó thường xảy ra vào ban đêm hơn là ban ngày Mặc dù bây giờ những điều kỳ lạ này không gây hại gì cho nàng, thậm chí đôi khi còn mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ rằng có một người vô hình đang chờ đợi mình, nhưng điều này cũng không ngăn cản được mong muốn làm rõ chuyện này của nàng. Đêm nay, nàng giả bộ ngủ say dưới sự vỗ về lơ đãng của Nguyễn Thị, khi nghe thấy tiếng bước chân lần lượt rời đi của Nguyễn Thị và Bích Văn, hay khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nàng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ trong lòng thì âm thầm tính toán thời cơ. Thời gian thấm thoát trôi đi, giữa lúc đó Bích Văn vào phòng dém lại chăn cho hứa quân dao thấy tiểu cô nương vẫn ngủ say như cũ, nàng mới thổi tắt nín, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Nói cho cùng hứa quân dao cũng chỉ là một đứa trẻ, chờ không được bao lâu đã buồn ngủ díu cả mắt, khi nàng sắp không mở nổi mắt mà chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên có một âm thanh đáng thương vang lên bên tai. Tỉnh lại đi, cầu xin ngươi mai tỉnh lại đi mà. Nàng kích động, cơn bồn ngủ khi nãy lập tức chạy mất tiêu, tim đập nhanh không sao khống chế nổi. Chính là âm thanh này, cái giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen. Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy giọng nói đầy tuổi thân, sao ngươi cứ mãi không dậy thế, ta sợ lắm. Dứt lời, có một bàn tay đang luồn vào trong lớp chăn mỏng của mình, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nàng thời cơ đến rồi. Một tay của hứa quân dao mạnh mẽ túm lấy bàn tay đang kéo góc áo mình, lấy đà ngồi bật dậy, tay còn lại không chút khách khí kéo khuôn mặt của đối phương vào cạnh giường. Khi ánh trăng chiếu lên gương mặt của người kia, hứa quân dao vừa nhìn, cả người như bị sét đánh. Đây không phải là bản cung sao? À, đây là gương mặt của bản cung mà. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn